Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ chẳng ai là không muốn biết là số mệnh của mình tốt đẹp hay là như thế nào, cũng như là mong muốn mình làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống thì luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và ấm êm, chẳng bao giờ chúng ta phải lo nghĩ về tiền, đúng không ạ? Số mệnh con người tốt hay xấu phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố, trong đó việc mà chúng ta cầm tinh con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy trong lục thập hoa giáp thì con giáp nào được trời định là người tốt số? Số trời sinh mang mệnh phú quý trong tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần này. Chỉ cần sống chân thành sẽ được phúc đáp xứng đáng, hưởng cuộc sống thập toàn thập mỹ đủ đầy. Như quý vị đã biết thì cuộc sống con người chúng ta sợ nhất đó chính là cảnh nợ nần túng thiếu, đúng không ạ? Tuy nhiên thì mỗi người, mỗi hoàn cảnh và buộc chúng ta phải đối diện với cuộc sống mà mình đôi khi là không mong muốn. Trời sinh ai cũng có vận mệnh riêng. Những khó khăn trong cuộc đời đôi khi thì cũng chỉ là những thử thách mà ai cũng phải vượt qua để có thể đến được cái đích cuối cùng. Tử vi số mệnh trong tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần này sẽ có mệnh chủ là số hưởng. Mặc dù có số bôn ba vất vả và thậm chí là nợ nần túng thiếu trong năm 2021 Tân Sửu, nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ bắt đầu từ tháng 2 âm lịch này. Đặc biệt đó là trong khoảng thời gian này trở đi thì sẽ có nhiều quý nhân phù trợ. Vậy mà tương lai phía trước chắc chắn dự đoán là sẽ vô cùng rộng mở, nhà cao cửa rộng, sống trọn vẹn đến cuối đời. Và đó chính là tử vi của tuổi Mão trong tháng này thưa quý vị. Và để tìm hiểu rõ hơn về vận trình tuổi Mão trong tháng 2 âm lịch này, xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Mão trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xét về đường công danh sự nghiệp của các quý gia chủ tuổi Mão trong tháng 2 âm lịch, do gặp hung tinh chiếu mệnh nên công việc nhìn chung không được thuận lợi suôn sẻ cho lắm. Dưới sự tác động của sao xấu, những người cầm tinh con mèo phải thay đổi liên tục suy nghĩ, ý tưởng trong công việc thì mới có thể khởi sắc được đôi chút. Bên cạnh đó, tử vi khuyên rằng năm nay nói chung và tháng 2 âm lịch nói riêng, người tuổi Mão không nên mạo hiểm đầu tư tiền bạc vì xét thấy có nhiều sự bất lợi, tranh chấp và kiện tụng. Riêng người kinh doanh, buôn bán có thể kết hợp với bạn bè nhưng tránh kết hợp cùng người thân. Đồng thời, cần phải phân tách công việc cũng như lợi ích rõ ràng thì mới tránh được sự tranh chấp. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân và dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân cũng như là một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi. Cho nên, để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, quý gia chủ tuổi Mão hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Luận giải tử vi cho người tuổi Mão năm 2022, tháng này tài lộc kém, công việc không thuận lợi dẫn đến nguồn thu nhập bị hạn chế, tiền bạc làm ra ít nhưng lại phải tiêu tốn nhiều, khó tiết kiệm, chi tiêu nhiều cho cuộc sống và công việc làm ăn. Tuy vậy, điểm sáng là trong khó khăn nhưng bản mệnh vẫn luôn tìm tòi được hướng phát triển khác nhau nên có nguồn thu nhập. Tuy chưa có nhiều nhưng cũng là tiền đề tốt cho sự phát triển sau này. Lưu ý, trong năm có tranh chấp liên quan đến tiền bạc, hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt là với người thân trong nhà. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tuổi Mão tháng 2 âm lịch năm 2022 trên phương diện sức khỏe cần phải đặc biệt chú ý đến vấn đề ăn uống và sinh hoạt điều độ bởi hệ tiêu hóa không được tốt. Trong năm chịu tác động của hung tinh, gia chủ sẽ phải trải qua nhiều vất vả lo toan cho công việc tiền bạc, vì thế mà sức khỏe giảm sút và dễ ngã bệnh.
Dù là nam hay nữ mạng, tuổi Mão cũng không nên chủ quan khinh suất vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Các gia chủ tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm để cho các gia chủ tuổi Mão có được tác dụng giá trị phong thủy tốt nhất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Không có đào hoa tinh chiếu nên tháng này tình duyên của người tuổi Mão rất ảm đạm. Với những người đã có gia đình, vợ chồng bất hòa, cãi vã, trong nhà thiếu hòa khí, gia đạo bất ổn quanh những mối lo cơm áo, gạo tiền, ra đường cũng xung đột trong các mối quan hệ xã giao. Với những người độc thân, tình cảm cũng không mấy khởi sắc, dù vẫn có cơ hội hẹn hò tìm hiểu nhưng lại không duy trì được mối quan hệ lâu dài, khó thành đôi. Bản thân trong gia đình cũng thiếu hòa khí và có sự tranh chấp cãi vã với anh em trong nhà. Tử vi của từng tuổi Mão trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Sức khỏe của gia chủ tuổi Tân Mão trong tháng 2 âm lịch không có được đánh giá tốt. Suy yếu đi rất nhiều, cần phải đặc biệt quan tâm đến các bệnh liên quan đến huyết áp. Gia đình cũng sẽ gặp những chuyện buồn đưa tới, vợ chồng con cái không được vui vẻ và dễ xảy ra bất hòa. Vậy nên trong tháng cần phải điều chỉnh tâm lý, thay đổi một số thói quen sinh hoạt trước kia, hòa hợp với gia đình con cái và tận hưởng quãng thời gian về hưu đúng nghĩa. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tuổi Quý Mão đang bước vào giai đoạn nghỉ hưu nên cảm xúc dễ bị xáo trộn, tinh thần bất ổn. Rất cần được những người bên cạnh quan tâm và hỏi han. Nhưng nhìn chung tháng này việc làm ăn khá thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư vẫn tiếp tục sinh lời, giúp cho đương số, củng cố tài chính và phần nào yên tâm hơn khi về hưu. Sức khỏe giảm sút, khó tránh khỏi những triệu chứng tuổi già như cao huyết áp, bốc hỏa trong người, các bệnh về khí huyết, ngủ kém, không sâu giấc, ăn uống cũng không thấy ngon miệng. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Người tuổi Ất Mão sẽ trải qua một tháng rất là nhiều vất vả trong công việc làm ăn. Tuy nhiên đối tượng làm công ăn lương sẽ ít bị ảnh hưởng hơn vì làm tư hay làm chủ. Tuy bận rộn, vất vả nhưng đổi lại phương diện tài chính cũng được củng cố khá vững vàng. Tiền bạc chi tiêu khá thoải mái, đủ cho các chi phí sinh hoạt trong gia đình hay công chuyện hùn hạp làm ăn. Về sức khỏe, chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng gan phải hoạt động quá tải khiến cho chức năng đào thải độc tố trong cơ thể bị trục trặc, là tiền đề để gây ra các bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Xem tử vi tuổi Đinh Mão tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần, hứa hẹn công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ, không ngừng thăng tiến về chức vụ cũng như tiền bạc gia tăng. Trong tháng gia chủ có cơ hội đi xa, thậm chí là xuất ngoại, đi tới đâu cũng gặp được người tốt giúp đỡ, mở ra nhiều cơ hội làm ăn và cả phát triển tình cảm cá nhân. Về sức khỏe, cần phải đề phòng tai nạn xe cộ, các bệnh liên quan đến hệ thần kinh như đau nửa đầu, thị lực giảm sút và trí nhớ kém. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Những người tuổi Kỷ Mão đã bước sang tuổi 23 trong năm 2022. Hầu hết các bạn ở độ tuổi này đều đã bước vào xã hội và bắt đầu lao mình đi kiếm sống và vấp nhiều hơn. Cái tôi của người trẻ rất cao, cách hành xử đôi lúc thiếu sự khiêm tốn, rất dễ vô tình đắc tội với tiểu nhân, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, cần phải đặc biệt lưu ý vấn đề này. Bên cạnh đó, bạn nên để tâm hơn đến chuyện tình cảm cá nhân, đặc biệt là những đôi trẻ đang yêu. Hãy học cách bao dung và thấu hiểu cho nhau trong cuộc sống hàng ngày, đừng hở chút là cãi nhau. Nếu không thì sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm giữa cả hai bạn. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu hình Tuất, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt Thân. Đối với người tuổi Mão trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 2 năm 2022, tức ngày 9 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc.
ngày âm lịch ngày 19 tháng 2 năm 2022, tức ngày 21 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá trán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mão trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 2 năm 2022, tức ngày 10 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 2 năm 2022, tức ngày 22 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của mình, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Và chính vì thế mà chúng ta phải luôn vững tin vào cuộc sống đầy chông gai, khó khăn và vất vả này. Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng ngày âm lịch. Và từ đó thì quý vị tuổi Mão sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại ạ.